Làm sao biết khi nào mới thỏa mãn hả chị? Chị Hà chỉ cảm thấy được khi anh Hùng mạnh bạo một chút. Mạnh bạo á? Ừ. Mợ Xuân cũng chưa phải là bà chủ chính thức đâu. Vì mợ ấy đã sinh cho ông chủ cậu con trai nào đâu. Tôi muốn có con trai. Sớm muộn gì Viên cũng là bà chủ. Nó không phải là người hầu của em. Nếu người này nghe con nói sẽ hãy cho con một đứa bé trai. Xin chỉ con một con trai thôi. Khi mang thai lên, chị cầu nguyện ngày đêm để có được đứa con trai. Nếu khi mang thai một con thì chị thôi không cầu nguyện nữa. Con gái tôi đã ràng buộc với con trai ông từ cả những tâm linh lẫn máu mủ. Ông không thể phá hủy điều này. Em sợ lắm. Em sẽ bị trừng phạt. Số phận đã là thế. Hồng nhan bạc mệnh. Em đã xin Phật rồi. Sau này lớn lên em sẽ làm đàn ông.